Argentina thua đau tỷ số mà Việt Nam đã thắng tại vòng loại World Cup. Thưa quý vị, đội tuyển Argentina tiếp đón đối thủ nhiều duyên nợ Uruguay trên sân nhà với hành trang là mạch thắng 14 trận gần nhất, ghi 34 bàn trong hành trình đó. Thầy trò huấn luyện viên Scaloni cũng giữ sạch lưới 8 trận liên tiếp từ sau khi đánh bại tuyển Pháp ở chung kết World Cup 2022. Tuy nhiên, tất cả những thống kê ấn tượng này đều bay biến sau thất bại muối mặt 0-2 ngay tại Buenos Aires tối ngày 16 tháng 11. Các bàn thắng của hậu vệ Ronald Araujo phút 41 và tiền đạo Darwin Núñez ở phút 87 đã giúp Uruguay có chiến thắng đầu tiên trước Argentina sau 10 năm. Dẫu vậy, Argentina vẫn đứng đầu bảng xếp hạng với 12 điểm sau 5 trận. Còn chiến thắng của Uruguay giúp họ vươn lên đứng thứ hai với 10 điểm. Các vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về Colombia, Venezuela và Brazil.